Hello các bạn, xin chào các bạn đến với kênh youtube Karem Trà Investing in Life, đầu tư và cuộc sống cùng với Kim Possible Và ngày hôm nay mình quay trở lại cùng với các bạn với một tin tức update về sự kiện ECB sẽ diễn ra vào ngày mai Thật ra đây là một sự kiện đã kéo dài từ hôm thứ hai cho đến ngày thứ tư liên tục và đó là sự kiện gì nó có ảnh hưởng như thế nào đến market thì chúng ta sẽ cùng phân tích kèm theo tuần này mình sẽ có những diễn biến quan trọng của gdp và pce cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau à, mình à, phân tích các dữ liệu này các nội dung của bài phân tích ngày hôm nay sẽ bao gồm là ecb forum các diễn biến về dòng tiền cũng như các trade plan mà các bạn có thể thấy À, và mình cũng sẽ uh, nhận uh, các cái câu hỏi của các bạn qua email nếu mà các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về trading hoặc là investing dành cho mình và tất cả những chia sẻ của mình đều là chia sẻ cá nhân không phải là những lời tư vấn tài chính cho nên đó, nếu như mà các bạn có uh, có hứng thú muốn học hỏi và chia sẻ lẫn nhau thì các bạn hoàn toàn có thể gửi email hoặc là chat ở trên youtube facebook với mình uh, và các bạn hãy uh, tự làm những cái research cũng như tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ một cái hoạt động uh, một cái uh, một cái hành động trade nào của các bạn nha. Đầu tiên là về ECB, à, cái lịch của ECB là như thế nào và cái điều này á những điều gì chúng ta cần quan tâm. Thì với ECB chúng ta cần quan tâm đến bối cảnh của kinh tế toàn cầu, các cái lợi thế của Mỹ cũng như là các viễn cảnh chung và dài hạn với stock market ba yếu tố này làm thế nào để chúng ta phân tích được cái điều đầu tiên với ecb đây là một diễn đàn dành cho nó là diễn đàn cho đây là một sự kiện khá là quan trọng được tổ chức hàng năm và trong sự kiện này được tổ chức chính là bởi ngân hàng trung ương european public european central bank và với ngân hàng trung ương ở châu âu thì họ sẽ tập hợp tất cả những đại diện ngân hàng trung ương lớn ở trên thế giới và sự kiện này không chỉ có các ngân hàng trung ương có các đại diện ngân hàng trung ương ở châu âu mà mình còn có cả ngân hàng trung ương ví dụ như là federal reserve của mỹ nè hay là ngân hàng trung ương của nhật nè hay là ngân hàng trung ương của của anh thì chính vì cái sự kiện này á nó hội tụ tất cả các cái góc nhìn về nền kinh tế toàn cầu cho nên á, đây là một cái sự kiện có cái tính uh, quyết định đến cho stock market cũng như là sự kiện có tính uh, quyết định cho các cái nhà đầu tư cái lý do là các nhà đầu tư họ sẽ nhìn vào đây để họ xem xem á là các cái kế hoạch của Fed cũng như các cái dự đoán của của các central bank thế giới á cũng như là các cái dự đoán các cái ước tính về nền kinh tế toàn cầu và nền kinh tế tại cái quốc gia mà họ đang sống sẽ có cái xu hướng như thế nào thì đó là ý nghĩa của cái vị ven này và chính vì vậy các bạn sẽ thấy nếu mà các bạn chỉ có theo dõi một số các cái lịch đơn lẻ đó thì chúng ta ở, ở tại Mỹ thì chúng ta sẽ thấy là ngày mai mình có power speak à, và nếu mà các bạn đào sâu hơn thì các bạn cũng sẽ thấy là có Lagin ở bên uh, ECB uh, nói chuyện và cũng như là các cái vị pha, uh, các cái President của các ngân hàng trung ương khác nói chuyện và có nhiều bạn thì sẽ thắc mắc là tại sao họ lại nói cùng một giờ thật ra là do đây là họ tham dự cùng một cái forum nha các bạn và vì và các cái event quan trọng trong cái sự kiện ngày hôm ngày mai sẽ như thế nào mặc dù là cái event này nó diễn ra vào hai ngày À, vào 3 ngày từ thứ hai cho đến thứ tư tuần này tuy nhiên á là vào ngày hôm qua và hôm nay thì chúng ta xưa chưa có thấy sự hiện diện của Federal Reserve của Mỹ à, là Jerome Powell cho đến tận ngày mai thì chúng ta mới có cái lịch là panel nói chuyện tòa đàm của Powell nè à, của ngân hàng trung ương của Nhật nè của châu Âu nè à, của London của Nga của Anh và của Nhật chính vì vậy cho nên là các bạn thấy đây là cái giờ của bên giờ CET thì nó sẽ ứng với lại 5 giờ rưỡi sáng Cali 14 giờ 30 thì nó sẽ ứng với lại khoảng 5 giờ rưỡi sáng ở Cali và các bạn có thể tự từ đây các bạn thử quy đổi ra cái múi giờ của mình và họ sẽ bàn luận về những vấn đề gì và những expectation của chúng ta là gì theo như cái kết quả đó về các chính sách tiền tệ là các chính sách mà được các ngân hàng trung ương ở trên thế giới họ dùng để họ uh, ảnh hưởng đến uh, điều chỉnh cái cái uh, các cái chính sách về kinh tế tại cái đất nước của họ cũng như là các cái chính uh, các cái khả năng ảnh hưởng đến stock market. Thì trong đó đó chúng ta thấy có ba cái điểm uh, được nêu lên là cái khó khăn trong cái môi trường kinh tế hiện tại. Cái điều thứ nhất là lạm phát đó. Cái này là theo cái uh, theo cái văn bản chúng ta có từ cái cuộc họp ngày hôm qua ngày thứ hai ha uh, và từ hôm thứ hai cho đến bây giờ thì các cái cuộc họp của ngân hàng trung ương nó đều xoay quanh ba cái vấn đề này. Vấn đề thứ nhất á uh, là lạm phát uh, cần nhiều thời gian hơn để có thể đạt được cái target là trăm của các ngân hàng trung ương trên thế giới bao gồm cả Mỹ. Cái điều thứ hai á uh, là những cái áp lực về thị trường tài chính thì có thể gây nên những cái căng thẳng về các chính sách của ngân hàng trung ương bao gồm ví dụ như là về rate, interest rate cũng như là các cái mục tiêu mà họ muốn đạt được để ổn định cho thị trường tài chính cái điều thứ ba nữa đó là các ngân hàng trung ương hiện tại thì hầu hết đang đang nhận thấy là cái inflation cái khả năng inflation có thể quay trở lại và thậm chí là cao hơn trước cái thời kỳ pandemic là cái rủi ro cao thì với ba cái rủi ro này nè à, cái nếu mà bạn nào hứng thú thì các bạn có thể vào cái website của ngân hàng trung ương của ecb này. đây là cái đường link ha các bạn xem các cái lịch tọa đàm và các bạn có thể click vào từng cái chương trình của các buổi tọa đàm để các bạn đọc các cái văn bản chi tiết à, nhưng mà đây là cái văn bản mà mình cảm thấy là quan trọng nhất được public vào ngày hôm qua các bạn cũng có thể vào cái đường link này để các bạn đọc chi tiết à, tóm tắt dành cho các bạn ở trên youtube chúng ta chỉ có thể à, kết luận bằng hai câu như thế này cái viễn cảnh về dài hạn á, sẽ là một viễn cảnh rất xấu đối với nền kinh tế toàn cầu và chắc chắn khi mà chúng ta nói về viễn cảnh nền kinh tế xấu toàn cầu như vậy á, thì nó sẽ là một cái tương lai không mấy tốt đẹp dành cho nền kinh tế mỹ đó là cái kết luận thứ nhất kết luận thứ hai á, là do các ngân hàng trung ương trên thế giới á, họ có một cái thời gian họ pause cái rate pause cái việc mà họ ngừng tăng rate trước mỹ và chính vì vậy cho nên cái việc mà họ quay trở lại tăng rate tại thời điểm hiện tại và họ nhận thấy nhiều cái áp lực của lạm phát nhiều hơn tại thời điểm hiện tại là cao hơn Mỹ là điều đương nhiên chính vì vậy á kết luận thứ hai là hiện tại á nó đang tạo ra một cái lợi thế cho Mỹ tức là sao À, với cái hoàn cảnh đó, là nền kinh tế xấu hoặc là giống như là trong một cái môi trường rất là nhiều những cái thử thách thì mỹ mặc dù cũng bị nhiều thử thách nhưng nó lại trở thành một cái sự lựa chọn hấp dẫn hơn có nghĩa à, giống như là à, giữa 10 người không nhìn thấy được thì ai mà nhìn thấy được mờ mờ thì người đó là thành người sáng mắt nhất giống vậy đó cho nên đó là hiện giờ mỹ lại trở thành một cái nơi mà thu hút được sự nhiều cái sự đầu tư nhất trong số các cái sự đầu tư khác về thị trường equity ở trên thế giới thì đó là hai cái kết luận như vậy từ hai kết luận đó chúng ta sẽ có những cái trade plan như thế nào cho mình thì mình sẽ cùng nhau mình theo dõi về diễn biến các dòng tiền của các nhà đầu tư ha thì đầu tiên á, khi mà chúng ta nói về diễn biến dòng tiền á, cái mà kia muốn các bạn theo dõi á, đó chính là giữa smart money và dumb money thì với cái diễn biến dòng tiền này là các bạn thấy trong cái thời gian vừa qua từ khoảng cái tuần thứ hai cuối cái tuần tuần cuối cùng cuối cái tuần thứ ba ngày 24 tháng 5 á, của tháng 5 thì các bạn thấy là liên tục cái liên tục nè cái, cái cái smart money này, họ liên tục họ withdraw tiền ra khỏi market và cho đến thời gian hiện tại nếu mà các bạn so sánh với các mốc trong quá khứ thì hiện giờ cái sentiment của smart money ấy, nó gần như nó là tương đương với lại cái thời gian của khoảng tháng 4 năm 2021 à, hay là nó tương đương đến cái thời gian mà khoảng à, cuối của năm 2020 à, tức là đây là những cái khoảng hoặc là khi các bạn zoom cái chạc này ra nè thì có vẻ như những cái mốc thời gian này nè trừ cái giai đoạn mà sau cái cuộc khủng hoảng của năm 2020 hay là cái khủng hoảng của cái thị trường tài chính vào cái khủng hoảng nhẹ của thị trường tài chính và khoảng cái giai đoạn khoảng 2017, 2016, 2017 thì gần như đây là một cái tín hiệu để nó cho thấy cái điều gì ạ À, với cái với cái mốc như thế này nè thì nó đang là một cái tín hiệu cho thấy á, là trong cái thời gian trung hạn có nghĩa là trong thời gian khoảng 2 giờ ra 2 đến 3 tuần mình không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nhưng mà cái viễn cảnh á, trung hạn á, là cái khả năng cái market của mình vẫn còn có thể xuống nữa là cao thì đó là một cái tín hiệu à, Tuy nhiên á, khi các bạn thấy cái smart money mà nó xuống thấp như vậy nè thì nó sẽ phải pick up đi lên và với cái Domini trong cái thời gian nó cũng phù hợp với cái viễn cảnh là trong vòng 2 đến 3 tuần. Các bạn sẽ thấy cái tình trạng là smart money sẽ phải pick up đi lên, Domini sẽ đi xuống. Và trong cái thời gian từ 2 đến 3 tuần này thì cái market của mình vẫn còn sẽ xảy ra những cái nhịp đi xuống, downtrend đi xuống tiếp tục. Tuy nhiên sau cái thời gian này các bạn sẽ thấy là cái smart money nó pick up lên tới một cái một cái đỉnh, một cái peak somewhere có thể là ở cái vùng cái vùng medium này hay cũng có thể là nó vượt qua cái vùng trên 0.7 trở lại như cái thời gian khoảng chừng cuối tháng 3 và chính vì vậy á và nó sẽ kéo theo cái áp lực á, là Domini cũng sẽ pick up lên theo và như vậy á, trong cái viễn cảnh sau khoảng 2 đến 3 tuần nữa thì chúng ta hoàn toàn expect là market sẽ có thiên hướng quay ngược trở lên lại và thông thường với những cái diễn biến như vậy thì nó thường tạo ra một cái hai high một cái low một cái high ở low và một cái high ở high. Thì đó là một cái để cho chúng ta có thể là chúng ta à, suy đoán 80% trong quá khứ nó xảy ra là như vậy. Và để chúng ta có thể confirm được cái tin tức như thế nào, cái diễn biến sẽ như thế nào á thì các bạn sẽ cùng nhau xem cái insider buy and sell chart nào. Và các bạn thấy là hiện tại chúng ta đang thấy gần như là insider buy and sell À, nó có một cái giao điểm ở cái vùng ở chỗ này thì thông thường á khi mà nó xảy ra cái vùng giao điểm như thế này nè thì nó có cái khả năng á là market sẽ có cái thiên hướng đi lên nhiều hơn tức là nó sẽ có thể nó bi một thời gian ở đây nó bi ở đây một thời gian và nó có thể nó làm những cái nhịp buông bắt thời gian tức là nó bi ở trong một cái range như thế này nè và sau đó là nó thường nó sẽ có cái nhịp uh, đi lên nhiều hơn lý do lý do là bởi vì người ta đã bán ra nhiều rồi. và bây giờ là cái lượng bán gần như là nó đã bắt đầu nó exhaust cái lượng bán ra rồi và bây giờ cái lượng mua thì người ta phải những cái nhà đầu tư insider họ phải mua vào vì vậy cho nên cái khả năng mà trong vòng cái thời gian trung hạn sắp tới cái market nó sẽ lên là cái khả năng nó xác suất nó nhiều hơn và khi mà mình mình đối chiếu cái chạc này với lại cái smart and the money thì hai cái diễn biến nó, nó nó trùng lập với nhau và như vậy thì cái nhận định của mình cái khả năng nó xảy ra sẽ cao hơn thì khi mà các bạn nhìn thấy các cái diễn biến của dòng tiền như thế này nè thì chúng ta sẽ cùng nhau mình xem xem là các diễn biến từ tin tức cái điều gì nó sẽ làm cho cái market của mình có khả năng xảy ra Uh, uh, những cái smart kingdom money như thế này nè nó sẽ được move về các nhận định nào thì chúng ta sẽ thấy là trong cái thời gian tuần này có uh, Hôm nay là cuối ngày thứ ba rồi chúng ta sẽ còn thấy cái kết quả của buổi tọa đàm vào ngày mai và ngoài ra đó ngày thứ năm thì mình có kết quả của GDP, kết quả của Job, kết quả của corporate profit à, là hai cái rất là quan trọng GDP và cái cái khả năng sinh ra lợi nhuận của corporate và ngày thứ sáu thì mình cũng có một cái kết quả cực kỳ quan trọng đó chính là kết quả của PCE. Như vậy thì cách phân tích của chúng ta sẽ như thế nào? vào ngày mai sau khi mà cái buổi tọa đàm nó xảy ra à, à, kết thúc đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái brief một cái debrief hoặc là và các bạn cũng có khả năng à, và các bạn cũng có thể các bạn lên à, trên youtube đó, à, ngày mai thì kim cũng sẽ gửi ra cho các bạn một cái link youtube để các bạn có thể các bạn coi trước à, coi về cái buổi tọa đàm này giữa bốn người này thì họ trò chuyện với nhau và họ trả lời các câu hỏi như thế nào các vấn đề gì chúng ta sẽ cần quan tâm. Thứ nhất, chúng ta sẽ cần quan tâm về cái expectation về inflation, liệu sẽ xảy ra trong bao lâu. Với Kim á, về nhận định về inflation á, thật sự tính đến cái thời điểm này á, nếu như mà inflation á mà nó có cái xu hướng giảm nhiều hơn mong đợi á thì thật ra đây là một cái tín hiệu mà nó mang lại nhiều cái sự lo ngại nhiều hơn. À, cái lý do là sau cái buổi điều trần của fed à, của chairman Powell với quốc hội thì mình thấy một cái bức tranh như thế này à, cái lúc đó thì kim cũng có xem kim à, xem cả hai buổi điều trần trước thượng viện và hạ viện và kim dự định sẽ làm video cho các bạn tuy nhiên sau khi mà mình xem xong mất thật sự mình không biết là mình phải làm video như thế nào thật sự luôn à, bởi vì á cái cách mà chính phủ họ lên họ đưa ra những cái những những cái sentiment của chính phủ vào cái thời điểm và khi mà mình xem cái cái video thì cái sentiment của chính phủ đa phần là 70% những người đại diện của thượng viện và hạ viện họ đều có cái xu hướng là họ muốn uh, cứu cho nền kinh tế và họ muốn cứu stock market và kể cả những cái phát biểu của Powell á với cái phát biểu của Powell quan điểm của ông á thì ông vẫn giữ cái quan điểm là gì à ông vẫn giữ cái quan điểm là uh, ông vẫn giữ chia sẻ cái quan điểm của Fed là sẽ cố gắng uh, giữ cái mức lãi suất ở cái mức cao để làm như thế nào để có thể đưa được một cái hiệu quả kiềm chế lạm phát là đúng đắn. Tại vì ông không muốn lặp lại cái sai lầm về stagflation của hồi à của hồi uh, thập niên 10, tổng uh, hồi thập niên uh, 70, hồi thập niên 70 90, uh, 70 80, 80 90, thì ông không muốn lặp lại cái sai lầm đó nữa. Thì uh, 70 80 thì chính bởi vì vậy cho nên đó là cái quan điểm của phép nó đã trở nên quá rõ ràng. Và chính bởi vì cái quan điểm như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy cái việc mà Fed đó, họ vẫn giữ cái mức rate cao thật sự nó không có ảnh hưởng đến stock market lắm bởi vì á, nếu như mà chúng ta các bạn nghĩ từ cái mức là lãi suất là không phần trăm mà lên 5% phần trăm thì nó đã là một cái bước đi quá là cao rồi cho nên nếu mà bây giờ đã là lãi suất ở 0.25% phần trăm bây giờ có lên không năm sáu thì nó cũng chỉ ở cái mức là thêm 35% phần trăm tăng nữa thôi và thật sự với cái 35 phần trăm tăng như vậy nó không là bao nhiêu hết bởi vì các bạn cứ nghĩ là mình đã đi một cái con đường quá xa thành nên bây giờ có tăng thêm khoảng vài không à, chấm mấy phần trăm thì nó cũng không có đáng kể gì à, cho nên đó, chính vì cái lý do như vậy cái việc mà Fed họ vẫn giữ lãi suất thì somehow vẫn giữ lãi suất và cái mức lạm phát nó vẫn giữ ở cái mức tương đối như bây giờ À, thì nó tương đối là một cái tín hiệu à, chấp nhận được cho market bởi vì sao? Bởi vì á các nhà đầu tư họ vẫn có thể họ take advantage họ vẫn thể tranh thủ thêm khoảng một hai cái quarter nữa để họ kiếm tiền à, bởi vì á hiện giờ mọi thứ nó đã xe đồ rồi À, và kể cả cái việc người ta kinh doanh người ta mua hàng hay là cái mức lãi suất cao lạm phát cao nó dẫn tới những cái revenue cao nó à, cũng đã là một cái mà người ta đã gần như là người ta biết và người ta expect được trong trường hợp á, mà nếu như mà Fed á, họ giảm lãi suất thì điều này á, nó có hai cái tín hiệu xảy ra cái tín hiệu thứ nhất á, là kèm theo cái tín hiệu ngầm của chính phủ ngày hôm à, hai cái buổi điều trần là chính phủ đang cố gắng muốn cứu cái market các bạn có thể xem lại những video và các bạn sẽ xem những cái câu rất là mắc cười ví dụ như là hồi trước thì họ nói là cái wage inflation khi mà nó cao thì nó là một cái điều không tốt cho nền kinh tế tuy nhiên bây giờ các bạn sẽ thấy cũng chính những người đó họ nói là wage inflation cao có nghĩa là người ta sẽ có income cao hơn và cả khi mà high income và high income là good for market Họ nói như vậy luôn Và khi mà các bạn thấy những cái lời mớm như vậy Thì các bạn thấy cái sentiment của chính phủ quá rõ ràng Và khi cái sentiment đó của chính phủ quá rõ ràng Và cái hành động của Fed đó, Nó lại nương theo những cái sentiment đó Có nghĩa là họ uh, vẫn uh, chấp nhận uh, Họ vẫn theo cái kiểu là Ồ oh, họ vẫn uh, giữ pause cái rate Họ không giảm rate Hoặc là họ vẫn tiếp tục họ tăng nhẹ cái rate Thì cái điều này nó lại là một cái tín hiệu Là nền kinh tế vẫn còn mạnh tuy nhiên á khi mà nếu mà Fed á mà đi theo một cái chiều hướng là Fed giảm rate thì cái điều này á các tín hiệu ngầm của chính phủ nó lại đưa đến một cái viễn cảnh là gì ạ cái khả năng mà kinh tế sẽ lâm vào recession và người ta đang biết về cái điều đó người ta biết trước về điều đó vì vậy cho nên người ta muốn easing các cái các cái tightening tightening policy tức là những cái chính sách thắt chặt tại thời điểm hiện tại á Người ta muốn easing nó đi, người ta muốn easing nó đi là cái điều người ta đang target hiện tại. Thì khi các bạn thấy cái điều đó xảy ra nó lại là một bức tranh xấu cho stock market. Bởi vì sao? Cái khả năng mà in kinh tế sẽ đưa vào recession và giữa stock market sẽ bị một cái cú hit mạnh. Tức là cú này sẽ không phải là một cái correction để stock boom back không mà nó sẽ thật sự là một cái cú crash. Sẽ có khả năng rất là cao và nó sẽ tạo một cái cú dip và một một cái gọi là nó có khả năng nó về cái vùng under 360 cái vùng cái khả năng đó là cực kỳ cao nếu như mà cái tín hiệu này nó đi kèm với cái cái việc mà Fed giảm rate thì đó là những cái nhận định của mình về macro economic thì như vậy á cái mà chúng ta muốn quan tâm là trong cái policy panel này ngày mai các ông nói chuyện các ông sẽ nói như thế nào chúng ta sẽ muốn là cái inflation rate mình sẽ muốn coi xem hỏi spec cái inflation nó sẽ kéo dài đến bao lâu 2 năm, 3 năm, 5 năm hay là nó chỉ kéo dài vài tháng trong năm nay cho đến năm sau trong trường hợp nếu mà nó chỉ kéo dài trong năm nay và nó có thể resolve được trong năm nay thì đó là một tín hiệu không tốt tuy nhiên nếu như mà họ đưa ra những cái expectation là nó có thể nó kéo dài 2 năm và năm năm và như vậy các cái chính sách về lãi suất của các ngân hàng trung ương nó sẽ mang cái tính trì hoãn và nó sẽ thể hiện được các cái nền kinh tế vẫn còn tăng mạnh không chỉ ở mỹ mà còn ở các nước khác và như vậy nó có cái động thái tốt hơn cho nền kinh tế đó là điều đầu tiên mà chúng ta muốn cân nhắc cái điều thứ hai nữa đó là các bạn muốn biết được xem á là các cái quan điểm về lãi suất của châu âu như thế nào. Tại vì á nếu như mà lãi suất ở châu âu hay là ở nhật cái là là sẽ như thế nào? Bởi vì các bạn biết cái chính sách của fed đó sẽ là cái chính sách mà nó sẽ những cái chính sách của fed đó là các cái chính sách đó mà họ muốn nhìn xem cái môi trường về tài chính cái cụm từ environment mà họ rất empower hay là những người đại diện trong giới họ rất hay sử dụng cái cụm từ environment họ rất là hay đề cập đến và khi cái điều này nó xảy ra thì có nghĩa là các cái khi mà cái cái điều này nó xảy ra thì có nghĩa là mình phải nhìn xem là các ngân hàng trung ương khác họ có quyết định là họ tăng rate và họ giữ cái mức rate cao hơn 5.25 hay là 5.6% của Mỹ hay không. Hiện tại đó, nếu như mà các cái mức rate mà các ngân hàng trung ương khác họ dự định sẽ là cao hơn cái mức khoảng 5.6 của Mỹ thì chúng ta hoàn toàn có thể expect là lần sắp tới cái kỳ họp vào tháng 9 của Fed đó, là Fed sẽ lại tiếp tục tăng cái mức 5.6 lên một cái con số khác và nó sẽ tạo nên những cái cú correction khác cho market. Tuy nhiên đó, nếu như mà họ giữ cái mức là cũng tương đương khoảng là ra khoảng 5 chấm à, cho đến 5.6 tương ứng với lại cả cái mức của uh, Fed ngân hàng trung ương của Mỹ thì chúng ta sẽ thấy là cái điều đó nó không có quá ảnh hưởng đến cái môi trường uh, môi trường đầu tư của Mỹ và mình lại có thể là mình à, tiếp tục cảm à, giác cái việc phân tích về vấn đề kinh tế là chính sách toàn cầu mà mình tập trung nhiều hơn về chính sách ở nước mình cái điều thứ ba nữa mà họ sẽ cùng nhau bàn luận là các cái vấn đề về năng lượng tức là các cái khủng hoảng về năng lượng hay là những cái yếu tố về uh, bên energy industry ấy, nó có khả năng đẩy cái inflation lên cao nữa hay không uh, và những cái chính sách của Fed ở từng của ngân hàng trung ương ở từng nước thì sẽ có cái tác động như thế nào đối với các cái core CPI hay là CPI nói chung hay là PCE hay là core PCE thì uh, với các cái chính sách về năng lượng nè về lương thực nè à, chúng ta cái này thì nó chỉ kim chỉ nghĩ là nó chiếm yếu tố khoảng 20% trong các yếu tố phân tích của mình thôi và nếu như mà các yếu tố về năng lượng nó trở thành một cái gánh nặng cho cái inflation thì chúng ta sẽ càng cần phải coi theo dõi rất là gắt gao về các cái báo cáo trữ lượng xăng dầu hay là các cái nhiên liệu thô à, mỗi tuần của uh, của Mỹ. Còn nếu như mà họ estimate ra là các chính sách về năng lượng đó, nó chỉ chiếm có khoảng tầm 30% trở xuống, cái sự ảnh hưởng về inflation thì chúng ta an toàn. Thì đó là những cách những cái quan những cái khai những cái vấn đề mà các bạn sẽ cần phải lắng nghe bốn cái vị đứng đầu ngân hàng trung ương này để các bạn có được cái phân tích. Cái điều tiếp theo nữa đó là về cái lịch về GDP nè, corporate uh, jobless claim hay là PCE hay là corporate profit thì các bạn nhớ là trong cái kỳ họp vào tháng 6 vừa rồi. FOMC á thì Fed họ tính là cái GDP trong năm nay sẽ cao hơn cái tính vào tháng 3 và chúng ta cũng sẽ có cái unemployment rate thấp hơn nè. Và chúng ta cũng sẽ có cái PCE thấp hơn kỳ vọng và cái core PCE thì sẽ cao hơn kỳ vọng. Nếu như mà cái report GDP lần này nó ra Nó reflect được những điều đó Market an toàn Tức là sao? Chúng ta muốn cái GDP này Kết quả của nó ra cao hơn kỳ vọng ha Hiện tại đó thì chúng ta đang có một cái GDP là cao hơn kỳ vọng Tức là sao? Cái lần trước đó, quarter over quarter đó, Mình expect là 1.3% Tuy nhiên lần này đó, Cái consensus range phải đi từ 1.3 đến 2 như vậy cái khả năng nó cao hơn cái lần trước tức là nó tăng là cao vì vậy cho nên đó, là chúng ta hoàn toàn hy vọng là cái GDP lần này nó đáp ứng cái yêu cầu tức là nó cao hơn cái con số 1.3 và cái PCE này nó sẽ cao hơn con số 3.8 và khi điều này nó xảy ra thì chúng ta an toàn ha cái điều thứ hai nữa đó là tức là market sẽ có khả năng lên ở trong cái thời gian khoảng rất là ngắn hạn À, trước khi nó có cái cú buôn bác sâu hơn và trung hạn và sau đó nó lại tiếp tục tăng cao hơn trong cái thời gian tương lai thì cái thứ hai nữa đó là mình muốn thấy cái corporate profit khi mà ứng với cái việc GDP mà đi lên corporate profit nó cũng phải đi lên trong cái báo cáo lần trước chúng ta thấy cái corporate profit nó lại đi theo cái chiều hướng là càng lúc càng thấp tức là nó lại đi xuống là âm 6% và nếu mà cộng luôn inventory hay là consumption thì nó lại âm 2.8%. Chúng ta không muốn cái con số này thấp hơn nữa vào cái kỳ report vào vào cái ngày thứ năm này. Chúng ta muốn cái con số này nó có cái tín hiệu khả quan hơn. Có thể là nó vẫn là một con số âm nhưng mà âm 4%, after tax hay là âm 3% thì nó sẽ là một con số lý tưởng hơn và cái cuối cùng là PCE chúng ta muốn đó, tương ứng với cái kỳ vọng của Fed tức là các cái con số về personal income này nè personal income uh, personal income và personal consumption expenditure hai cái con số này nè mình đang muốn đó, là nó phải tăng lên có nghĩa là sao bởi vì GDP tăng lên thì mình muốn là những cái tín hiệu về income hay là expense nó cũng phải tăng lên nếu như mà nếu mà cái GDP tăng lên mà các con số về PCE á, uh, các cái expenditure lại không nó giảm thì đó là nó chứng tỏ là sao? cái lạm phát sẽ quay trở lại và cái rủi ro stagflation sẽ rất là cao. khi mà rủi ro stagflation cao thì cái trade plan của chúng ta sẽ là gì? trade plan của chúng ta phải là respect cái cú bull trong thời gian từ đây À, cho đến khoảng chừng cuối năm hay là có thể là tới cái kỳ uh, bầu cử của năm sau và sau đó là market sẽ bị hit hard à, vấn đề về stagflation thì kim đã nói rất là nhiều trong các cái video trước và thậm chí là kim nói về cái rủi ro của stagflation uh, từ cái kỳ mà fed uh, làm điều trần từ năm ngoái chứ không phải là cho đến bây giờ mình mới nói cho nên, nên các bạn có thể xem đến các cái video trước thì uh, đó là cái rủi ro uh, về stagflation nếu mà mình thấy cái khả năng này xảy ra còn nếu như mà GDP xảy ra uh, cao và uh, income expenditure cao thì đó là một tín hiệu healthy, market sẽ còn run up nữa. Chúng ta sẽ thấy, chúng ta còn muốn thấy cái điều gì nữa ạ? À. Các cái PC uh, price index, tức là đây là cái chỉ số về lạm phát nè. Chúng ta muốn các cái con số này nó giảm xuống. Và chúng ta muốn thấy cái core PC nó có cái khả năng tăng lên hoặc là bằng. Chứng lại bởi vì sao ạ à? bởi vì theo như cái cái expectation của Fed đó, là Fed muốn cái con số PC inflation giảm xuống và core PC sẽ tăng lên và như vậy thì các nhà đầu tư các smart money họ đã họ đã đi theo họ đã họ đã plan các cái trade của họ theo cái 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 việc này và nếu như mà chúng ta ra một cái tín hiệu mà khác cái các khá cái các cái xếp từ summary of economic projection này á, thì nó đi ngược lại với các cái plan của các nhà đầu tư và market của mình sẽ có một cái tín hiệu fear cái chỉ số về fear hay là confusion nó insurance trong cái market này nó sẽ tăng cao và cái việc mà chúng ta có thể truy được trong cái market này nó sẽ càng trở nên khó khăn nhiều hơn thì đây là các cái tín hiệu mà các bạn cần phải cân nhắc tóm lại mình muốn GDP tăng lên mình muốn mình muốn GDP tăng lên con số trên 1.3%, mình muốn cái corporate profit này nè nó phải cao hơn cái con số tức là nó phải tầm nhẹ nhàng hơn à, âm 4% âm 3% chứ đừng có âm 6% nữa, With inventory thì muốn khoảng âm 2% thôi, đó là cái điều mình muốn. Và PC thì mình muốn là nó tăng lên à, cùng cái income và cái expenditure thì tăng lên. À, cùng lúc với việc á, là cái PC Price Index á, nó giảm xuống và Core PC tăng lên là cái điều mình muốn để mình có thể tiếp tục những cái nhịp Run Higher. Nếu cái điều này không xảy ra thì chúng ta sẽ thấy là market của mình có thể test lại những cái level thấp hơn. Cái level thấp hơn hoặc là cao hơn nó sẽ là những cái gì? Thì mời các bạn theo dõi các cái plan trade của mình theo các level của SPY hiện tại các bạn sẽ đang thấy nè là với cái percent press đây là một cái indicator mà Kim gửi đến cho các bạn à, trong cái chuỗi video trade better uh, trade tốt hơn mỗi ngày thì các bạn có thể xem lại cái cái video này ngắn thôi khoảng 8 phút để các bạn xem xem là cái index này có ý nghĩa như thế nào bây giờ chúng ta đang thấy là ngày hôm nay spy đóng cửa ngay một cái vùng À, một cái vùng indecisive của nó để làm sao để từ ngày mai ngày mốt ngày kia spy sẽ có những cái tín hiệu quyết định uh, critical hơn và nếu như mà ngày mai cái viễn cảnh của ecb á, theo như mình đã uh, expect á, và mình sẽ quan sát vào ngày mai nó theo cái scenario tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy spy nó sẽ như thế nào ạ nó sẽ break ra cái vùng kháng cự mạnh của nó là cái vùng khoảng ba 437 và nó sẽ lên những cái vùng khoảng 439.5, 440 và thậm chí là break lên khỏi cái vùng khoảng 444. À, kim thì kim expect là tới cái ngày mà khi GDP ra thì nó chỉ đứng ở cái vùng khoảng 440 thôi. Nếu mà tín hiệu ngày mai tốt. Bởi vì sao nó còn phải chờ cho cái các cái, cái chỉ số được ra vào ngày thứ năm bởi vì trong cái report của ngày thứ năm á, mình có kèm luôn các một số các cái hint cho kết quả của PC vào ngày thứ sáu nên cái report được đưa ra của GDP vào ngày thứ năm đầu ngày thứ năm năm giờ rưỡi sáng Cali là cái report có cái tính quan trọng nhiều nhất trong các event của tuần này vì vậy Kim nghĩ nếu mà cái ECB ngày mai thuận lợi á, thì cùng lắm á, là nó lên được cái level 440, 441 ngừng rồi đó và nếu như mà cái report của PC mà nó ra tốt á, thì chúng ta, cái GDP nó ra tốt vào thứ năm thì hoàn toàn chúng ta thấy kết thúc một cái tuần á. GDP ra tốt, PC ra tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là nó kết thúc một cái tuần mà SPY có thể reach được tới các level khoảng tầm 444, 445 và thậm chí là hai lên luôn cái vùng khoảng 450, 452 đây là cái the best scenario nếu như mà tất cả các chỉ số nó đều ra đúng với cái plan tốt của mình. Trong cái trường hợp nếu như mà GDP ra tốt nhưng mà PC ra không tốt thì cái khả năng mà chúng ta sẽ thấy là cái market của mình lên lại được cái vùng khoảng 444-445 ở đây nó tạo thành một cái double top, uh, double top sau đó nó lại bị reject và lần này nó sẽ tiến đến những cái vùng lower hơn Tại vì sao? Tại vì theo như các cái diễn biến về dòng tiền hồi nãy chuyên vừa mới đưa cho các bạn coi vào lúc đầu á, thì cái khả năng trong trung hạn khoảng 2 đến 3 tuần á, nó sẽ có một cái nhịp dip sâu hơn đúng không ạ Thì cái khả năng mà nó bị reject ngay cái vùng này Và nó rớt xuống cái vùng khoảng 430 Thậm chí là đi xuống luôn cái vùng 425, 426 Hay là thấp hơn khoảng 422, 423 là cao còn nếu như mà nó có thể Nó tạo nên một cái viễn cảnh tốt á, à, Cái viễn cảnh mà cả GDP, PC tốt á, Thì khi mà nó test cái vùng này Thì nó sẽ có khả năng Nó quay về Nó là một cái lower high à, Higher low Ở cái vùng khoảng 437 Hay là 440 Và từ đó nó lên tiếp Tại vì á cái 441 cái level khoảng tầm 441 400 à, cái vùng level khoảng đây nè là một cái level cực kỳ mạnh cũng như cái level mà khoảng tầm 450 452 là những cái level cực kỳ mạnh về money flow À, các bạn nhìn về TA các bạn có thể thấy nhiều level nhưng mà về mini flow thì Kim nói với các bạn level 440, 450, 452, 441 và cái level 445 là những cái level cực kỳ mạnh về mini flow cho nên á, nếu như mà nó break được khỏi lên những cái level này khả năng nó còn sẽ lên cao hơn nữa là rất cao kèm theo các cái scenario tốt về nền kinh tế nhưng mà cái khả năng đó kim nghĩ cái xác suất nó xảy ra khoảng chỉ có 30% rồi cái xác suất mà nó xảy ra nhiều nhất á khoảng tầm 50% nó có khả năng xảy ra sẽ là có xác suất mà à, ECB mang đến một cái kết quả là có thể kinh tế toàn cầu nó xấu hoặc à, hoặc là nó tốt nhưng mà nó sẽ mang đến một cái viễn cảnh là nó tốt hơn cho cái việc đầu tư vào Mỹ và thậm chí là GDP cũng ra tốt và cái điều đó nó sẽ làm đẩy cái stock market của mình lên cái vùng khoảng 444, 445 để từ đó nó bị reject về những cái lower những cái những cái điểm thấp hơn cái điểm, ví dụ như là 430 nè 425, 426, 422, 423 nó bị reject về những cái level đó À, thì đó là cái điều mà 50% Kim nghĩ nó sẽ có khả năng xảy ra trong vòng từ đây cho đến khoảng hai tuần tới. Còn cái điều thứ ba là nó chỉ có khoảng xảy ra khoảng 20% thôi. Tức là tất cả mọi thứ đều rất tệ và nó tệ hơn cái kỳ vọng của các nhà đầu tư, cái insider hay là smart money. Và cái điều này nó sẽ làm cho cái market của mình nó bị reject luôn khỏi những cái vùng khoảng 440 vào ngày mai à, và nó có khả năng là nó đi rớt xuống cả những cái vùng khoảng tầm 400 từ 440 nó rớt xuống vào 430 vào cuối tuần này à, hay là à, tuần sau, tuần tới chúng ta sẽ thấy là gặp lại nó các cái vùng không chỉ là 422, 423 mà rất có khả năng các bạn sẽ nhìn thấy nó ở những cái vùng tầm 415, 416 thì đó là cái viễn cảnh xấu mà Kim nghĩ khoảng à, 20% có khả năng xảy ra là chúng ta gặp lại những cái vùng 415, 416 thậm chí là xuống 400 luôn trong vòng 2 đến 3 tuần tới. Thì đó là các scenario để các bạn có thể chuẩn bị. Bất cứ cái câu hỏi nào của các bạn, các bạn đều có thể gửi cho Kim vào email gokimpossible@gmail.com nha. À, go Kim Possible đi, à, cùng đi với Kim Possible, go Kim Possible gmail.com Và khi mà Kim nhận được các câu hỏi của các bạn thì Kim sẽ tổng hợp lại và trả lời trên kênh youtube hoặc các bạn cũng có thể để lại comment. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Cà Trà và chúc các bạn mà một tuần và cũng như một tháng chốt được profit vào tháng 6. Hẹn gặp lại các bạn vào video vào cuối tuần. Vì sao mà Kim có thể dự đoán sai nhưng mà trade của mình vẫn mang đến win rate 100% cho các bạn hẹn gặp lại các bạn vào cuối tuần này trong livestream cùng với kim possible nhé bye bye các bạn